Thưa quý vị, trong những ngày này, việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra khẩn trương, chu đáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực thực hiện các bước để đảm bảo tiến độ và đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng. Luật bầu cử có 98 điều, thì có 40 điều quy định về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử. Theo đó, nội dung công tác của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong bầu cử bao gồm 6 nhiệm vụ chủ yếu sau. 1. Là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng với cơ quan nhà nước thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và cử đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử cung cấp. 2. Là Đoàn Chủ tịch Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. 3. Là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với chính quyền cung cấp ở xã, phường, thị trấn, tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử. 4. Là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. 5. Là tham gia tuyên truyền vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. 6. Là thực hiện quyền giám sát việc bầu cử thông qua việc cử đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hoặc tự mình tổ chức các đoàn giám sát thực hiện các công việc bầu cử. Thực hiện theo chức năng vụ của Mặt trận, tức là căn cứ theo cái thông tư 12 và kế hoạch 256 của Ủy ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cái quy định về cái kiểm tra giám sát công tác bầu cử của Mặt trận các cấp. Thì theo đó trong kế hoạch đề ra thì sẽ chia làm 3 đợt giám sát, kiểm tra giám sát. Cái đợt thứ nhất là ngày 20 tháng 2 đến ngày 13 tháng 4. Và đợt thứ hai sẽ từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5. Và đợt thứ ba là ngay ngày bầu cử ngày 23 tháng 5. Thì nội dung chủ yếu của cái kiểm tra giám sát là thực hiện theo thông tư 12 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương Việt Nam. Thì thành chủ yếu là giám sát, kiểm tra về cái việc thành lập các tổ chức bầu cử. Thứ hai, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc nộp hồ sơ người ứng cử, rồi việc lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử, rồi việc niêm yết danh sách cử tri đối với người ứng cử, việc tuyên truyền vận động bầu cử, rồi trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu, rồi việc tiếp nhận giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị của liên quan tới công tác cử tri bầu cử nếu có. Vừa tổ chức phòng chống dịch COVID-19, vừa lo thực hiện các quy trình của cuộc bầu cử, các địa phương đang nỗ lực để các nội dung đạt kết quả cao nhất. Hiện các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất, chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ hai. Các đơn vị, ngành, hội, đoàn thể đang thực hiện việc lấy ý kiến giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Mặt trận huyện cùng với các tổ chức thành viên và các tổ chức chính trị xã hội đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất, thì qua đó đã thỏa thuận được cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Thông qua đó thì đã thỏa thuận được với tổng số là 57 ứng cử viên sẽ được giới thiệu lần này. Sau đó thì đến hiệp thương lần thứ ba sẽ còn 52 vị để bầu lấy 32 vị chính thức của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Thông qua hiệp thương lần thứ nhất thì đến nay Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành triển khai hướng dẫn về các cái thủ tục để các cái cơ quan đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, chuẩn bị các cái khâu lấy họp ban lãnh đạo, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và các cái bước thực hiện thủ tục theo hướng dẫn quy trình hiệp thương 5 bước của Mặt trận Tổ quốc Trung ương đã hướng dẫn. Thì đến nay thì Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức được cái hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 5 tháng 2 vừa qua. Thì sau khi hiệp thương lần nhất thì lễ là thỏa thuận về cái cơ cấu thành phần và số lượng
Thì qua cái phần thỏa thuận như vậy thì đã có giới thiệu là tức là cơ cấu 58 người và trong đó được là 45 đơn vị đề cử. Thì bên cạnh đó thì ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thị xã cũng đã hướng dẫn và giám sát cái việc thực hiện của Mặt trận Tổ quốc các xã phường về việc là hiệp thương và chọn cử các bước đề cử. Thì trong quá trình thực hiện thì cũng gặp nhiều vướng mắc khó khăn. Thì ban thường trực cũng kịp thời xin ý kiến của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các phối hợp các ngành chuyên môn để làm sao đảm bảo đúng theo cái luật và cái thời gian quy định. Đã tổ chức cái hội nghị thông báo về cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và hướng dẫn các cơ quan để giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đến nay thì cái công tác mà lập danh sách cũng đã hoàn thành là 64 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Và trên cơ sở đó Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã chuẩn bị ban hành kế hoạch để chuẩn bị cho các công tác hiệp thương lần thứ hai là để lập danh sách sơ bộ người ứng cử giới thiệu đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình chung thì triển khai công tác bầu cử thì đến nay thì Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và trình tự theo luật định. Và cái công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thì cũng đã thực hiện đúng theo thời gian quy định. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang phát huy vai trò chủ trì trong việc chuẩn bị điều hành các hội nghị hiệp thương, tạo điều kiện để các đại biểu tham dự hiệp thương được có đầy đủ thông tin, được trao đổi, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình và có quyết định đúng đắn. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Tây Ninh đã thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia giám sát việc bầu cử, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bầu cử. Thì Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng và các cơ quan tham mưu giúp việc của huyện ủy, cụ thể như là Ban Tuyên giáo đã thực hiện công tác tuyên truyền về chiều rộng trên địa bàn huyện thông qua các cái kênh mạng xã hội và các cái tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc cấp xã đến ban công tác mặt trận, đến thôn tổ và tổ tự quản. Về chiều sâu thì thông qua các cái hội đàm, các cái cuộc họp lồng ghép tại địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cái việc tổ chức bầu cử lần này, với mục đích là nâng cao chất lượng của đại biểu, nâng cao vai trò giám sát và thực hiện cái quyền của cử tri, làm sao để chọn người có đức, có tài tham gia vào ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân lần này. Và cũng thông qua đó chọn ra những đại biểu có đức, có tài xứng đáng vào đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thị xã cũng đã tổ chức hội nghị và để hướng dẫn cho các đơn vị tổ chức các bước để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thì dự kiến là tới đây tới 10 tháng 3 tới thì các đơn vị sẽ gửi cái danh sách về cho Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổng hợp lập danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho cái bước hiệp thương lần thứ hai sắp tới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc là lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử. Để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu được người thực sự tiêu biểu, trước khi hiệp thương phải tổ chức hội nghị phổ biến để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thấy rõ được quy định của pháp luật, thực hiện đúng đầy đủ các bước thì mới lựa chọn được người tiêu biểu và có sự tham gia đóng góp của đông đảo cử tri. Đây là bước rất quan trọng để phát hiện những người không đủ tiêu chuẩn. Trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ này, 5 tiêu chuẩn được đặt ra khá cụ thể: trung thành, có năng lực, trí tuệ để gánh vác nhiệm vụ của người đại biểu, có bản lĩnh để đại diện cho tiếng nói của cử tri, có điều kiện hoạt động, lắng nghe, tập hợp ý kiến nguyện vọng của cử tri để có thể thực hiện được chức trách người đại biểu. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, công tác tuyên truyền cũng cần đặc biệt tập trung vào việc tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đúng thời gian và luật định, quan tâm nắm tình hình dư luận của các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử, về các bước hiệp thương lựa chọn người ứng cử, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp,
làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Quý vị thân mến, chương trình tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.